Ngọc Thơ thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Chi 440 tỷ để dựng tượng người đi Theo thông tin từ báo đất Việt ngày 24 tháng 7 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chi 440 tỷ đồng để xây dựng công viên tượng đài Võ Thị Sáu Theo đó dự án này có tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 355 tỷ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2024-2027. Hình ảnh đất Việt đưa tin. Theo báo chí trong nước, dự án nhà lưu niệm Võ Thị Sáu sẽ được giữ nguyên hiện trạng và xây mới thêm một số phần như sân hành lễ, diện tích khoảng 1.188m2, xây mới một nhà nghỉ, khu bán hàng lưu niệm kết hợp nhà vệ sinh, diện tích khoảng 206m2 và một nhà đặt lễ cúng, bãi đầu xe các hạng mục phụ trợ như trồng mới hàng rào cây xanh xung quanh khu viên dự án cải tạo vỉa hè, ngầm hóa lưới điện khu vực vỉa hè quốc lộ 55, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, đèn trang trí, đèn tín hiệu, ưu tiên kết hợp vạch kẻ đường cho người đi bộ, vân vân. Báo chí cũng cho biết, khu vực công viên tượng đài Võ Thị Sáu sẽ được cải tạo vỉa hè xung quanh công viên hiện hữu, kết cấu bằng đá granite và trồng cây xanh phủ hàng rào song sắt hiện hữu, cải tạo phòng hợp tầng trệt đền thờ thành phòng khánh tiết trồng mới thảm cỏ cây xanh bóng mát khu vực mở rộng phía sau đền thờ báo đất việt nói rằng đây là một sự phung phí tiền của vì võ thị sáu là một người bị điên báo đất việt trích lời nhà thơ nguyễn duy vừa giải ảo về võ thị sáu rằng võ thị sáu chẳng qua là một người con gái bị tâm thần ngớ ngẩn lợi dụng sự ngớ ngẩn của sáu nhóm những người hoạt động cách mạng mới đưa cho cô lựu đạn rồi suối ném vào chợ để giết một người lính pháp mà hàng ngày anh ta vẫn đi chợ mua thực phẩm cho lính chứ không phải là ném vào phòng hợp của hội đồng như trong truyện và trong phim nhưng hôm đó anh lính kia không đi chợ nên sáu đã ném vào bà con trong chợ bị bắt đi tù bị đem xử bắn Cô chẳng biết gì về tính mạng của mình, cứ cười ngô nghê và hái hoa dại mọc dọc đường ra phát trường cài lên tóc. Nhà thơ Nguyễn Duy là tác giả của bài thơ Đánh thức tiềm lực, nằm trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018. Ông cũng từng làm việc tại tuần báo văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam, theo đất Việt, ngoài nhà lưu niệm Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ. Mộ Võ Thị Sáu ở Côn Đảo đang trở thành nơi cúng bái tâm linh của giới đảng viên, cán bộ, kể cả người dân bị tuyên truyền về sự linh thiêng của bà này, hình ảnh nhân vật võ thị sáu bị chính trị hóa. hầu hết những người đến viếng mộ bà này vào lúc nửa đêm đều cho rằng cầu gì được đó. mới đây võ văn thưởng cũng đến viếng mộ bà sáu và tạo dáng dân hương để báo đảng chụp ảnh. không chỉ ở vũng tàu, tại thanh hóa ngày 21 tháng 2 cũng triển khai dự án công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh với ngân sách hơn 125 tỷ đồng. Trước đó, giới chức tỉnh Thanh Hóa khởi công xây dựng tượng đài con tàu tập kết 255 tỷ đồng. Đầu tư hơn 250 tỷ đồng để xây dựng khu tượng đài Bà Triệu đã khiến dư luận bức xúc cho rằng quá lãng phí trong khi người dân nghèo đói. Theo tìm hiểu của Thời báo.d, giờ thì trên khắp cả nước hầu như tỉnh nào cũng có tượng đài, không chỉ có hàng tỉnh, nhiều huyện cũng có tượng đài riêng của mình không chỉ ở địa phương, nhiều ngành nghề cũng xây dựng tượng đài. Cuối cùng thì tư nhân, một ai đó cũng bắt đầu xây dựng tượng đài của riêng mình. Tùy theo túi tiền mà độ to nhỏ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tâm linh mà chọn nhân vật hoặc sự vật khác nhau. Trong vòng độ 30 năm nay, quy mô tượng đài đã ngày càng một mở rộng đến mức khổng lồ và chiếm những vị trí đắc địa trên khắp các tỉnh thành cả nước. Người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tượng đài không chỉ đơn thuần là bức tượng đặt ngoài trời nữa. Nó bao giờ cũng gắn với một quân thể kiến trúc đồ sộ, được khoát lên một mục đích nhẹ hều, khu vui chơi, khu sinh hoạt văn hóa. Số tiền bỏ ra xây dựng nó từ chỗ vài trăm triệu này đã có những cụm tượng đài, phù điêu, nhà lưu niệm, sân chơi, vườn hoa lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin chi 440 tỷ để dựng tượng người điên, Việt Nam ngạo nghệ như Ao Quy. Ngày 23 tháng 7 trên trang Facebook cá nhân của Lê Nguyễn có bài nghĩ về sự ngạo nghệ. Tác giả bài viết nhận định nói đến sự ngạo nghệ trong lịch sử văn học cận đại, khó có ai qua nổi lão Ao Quy của văn hào Lỗ Tấn bị chúng nắm tóc, đập đầu vào tường, cơm cớp, đầu thấy ông bà tổ tiên. Vậy mà sau 10 giây lấy lại bình tĩnh, lão vẫn vừa đi vừa nói, vừa ngạo nghễ thốt lên rằng Cuối cùng ta vẫn thắng lợi, chúng đập đầu ta cũng như đập đầu ông cha chúng thôi. Hình ảnh status trên Facebook Lê Nguyễn Cần nhắc lại, Ao Quy Chính Truyện là tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn, được đăng tải lần đầu tiên trên thần báo Phó Sang ở Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ 4 tháng 12 năm 1921 đến 12 tháng 2 năm 1922, tác phẩm này được coi là một kiệt tác của văn học Trung Quốc hiện đại. Tác phẩm kể về cuộc đời của A Quy, một anh chàng bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Mỗi khi bị đánh thì anh cứ nghĩ chúng đang đánh bố của chúng. Và có nhiều lý luận kiểu điên khùng A Quy hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình, nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình, ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Kết thúc tác phẩm, A Quy bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ. Đây cũng là một phần hình ảnh sâu sắc và châm biếm về một xã hội bất công và cực đoan. Hình ảnh một trang bìa tác phẩm Ao Quy Chính Truyện của Lỗ Tấn Trở lại với bài viết của tác giả Lê Nguyễn, tác giả cho rằng đến nay lão Ao Quy chắc đã được Diêm Vương hóa kiếp lâu lắm rồi. Sông đám hậu vệ của lão ở đâu bỗng xuất hiện nhung nhúc, vừa ngạo nghễ vừa nổ như bơm chùm. Phép thắng lợi tinh thần của lão được họ học tập và làm theo một cách đầy sáng tạo và đẩy mạnh các sáng kiến lên tầm cao, ngạo nghễ họ làm những việc không ai trên thế giới này làm nổi trên khắp các lĩnh vực tác giả dẫn chứng ẩm thực ư họ làm nên những chiếc bánh chưng mấy ngàn người ăn chưa hết tổ chức guinness toàn cầu phải vừa ký giấy chứng nhận vừa run kiến trúc ư họ dư sức làm nên những tượng đài tiêu tốn hàng ngàn tỷ tương đương với hàng chục ngàn ngôi nhà tình nghĩa dành cho những đồng bào đói rét xây dựng những cổng chào ngạo nghễ, lớn gấp trăm lần những tấm bảng welcome dựng trên lằn ranh liên bang của xứ sở nghèo khó Hoài Kỳ. Trong lĩnh vực ngoại giao ư, tinh thần ngạo nghễ của quan chức nước ta khiến cho lân bang phải khiếp hải, tiếp đón họ ở sân bay, ta trải thảm đỏ ta đi, mấy lão đến đây, dù là quốc vương hay thủ tướng cũng chỉ được khép nép bước một bên lề của thảm đỏ cho ra điều chủ khách, thật là quá ngạo nghễ trong lĩnh vực thể thao, sự ngạo nghễ được thể hiện bằng những sáng kiến độc quyền, có cầu chứng. Đó là đưa ra hình ảnh lãnh tụ vĩ đại ra sân bóng. Cầu thủ của đội bạn nhìn thấy ai cũng kinh tâm tán đỡm, tinh thần chiến đấu sa sút có khi sút tung lưới đội nhà. Hình ảnh sự ngạo nghễ của báo văn hóa và thể thao sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thua đội Mỹ 0-3. Vừa rồi tác giả mỉa mai có những kẻ ghen tị với sáng kiến ngạo nghễ của họ cấm đưa hình lãnh tụ vào sân họ bất cần chuyển sang chiến thuật mới đó là dù có đá thua bưu đầu sức tráng như ai song họ vẫn vui cười ngạo nghễ đi mua mấy tấn muối sát lên mặt anh bạn láng giềng thua với tỷ số nặng nề hơn họ trong trường hợp này phép thắng lợi tinh thần của a quy được đưa lên một tầm cao vội vội đó là hệ thua ai thì cứ kiếm thằng thua nhiều hơn mà muối mặt Và như thế là ta vẫn cứ thắng, thắng cái anh thua nhiều hơn Chỉ là kẻ lạc hậu chậm tiếng mới chưa thấm nhuận cái tinh thần ngạo nghễ ấy Xét cho cùng, cho đến ngàn năm sau Tinh thần ao quy sẽ không bao giờ tắt liệm ở phương đông rực rỡ này Bởi vì nó phản ánh một thứ mặc cảm nhược tiểu Luôn đè nặng lên những tâm hồn chưa đủ lớn Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Việt Nam ngạo nghễ như ao quy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê